Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu những điều thú vị trong cuộc sống. Và video clip lần này, chúng tôi lại tiếp tục đem tới cho các bạn những điều thực sự thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, đừng vội vứt bì lợn đi. Đây là những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp. Theo giáo sư Đỗ Hoa thì ăn thực phẩm đúng cách còn tốt hơn là việc uống thuốc. Đây là một món ăn tuyệt vời, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày, hàng tuần của mình để nhận về những lợi ích cho sức khỏe. Bì lợn không đáng được vứt đi, nó là một kho báu dinh dưỡng. Có một câu nói nổi tiếng trong đông y rằng thuốc và thực phẩm là cùng một nguồn gốc. Ý nói rằng thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe. Nếu sử dụng thực phẩm đúng cách cũng quan trọng như việc dùng thuốc để chữa bệnh. Một trong những thực phẩm được đánh giá cao trong việc điều trị bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao và đường trong máu, đồng thời có tác dụng làm mềm mạch máu, làm sạch máu, chính là món bì lợn, hay nói một cách khác đó là da heo. Thông thường thì nhiều người suy nghĩ rằng phàm là những thứ trên thân lợn đều chứa nhiều mỡ và chất béo, sợ rằng nếu ăn vào sẽ làm tăng nguy cơ cholesterol cao, mỡ máu cao và bệnh tương tự. Vì thế, hầu hết da lợn sẽ bị người bán thịt hoặc là người nội trợ vứt bỏ trong khi chế biến các món ăn. Trên thực tế thì làm như vậy là chúng ta đang vứt đi một vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh huyết áp cao, mỡ máu và đường trong máu rất là quý. Một chuyên gia châm cứu nổi tiếng sống tại Mỹ, đồng thời là một giáo viên thỉnh giảng của Viện Y học Trung y Quảng Tây Trung Quốc, giáo sư Đỗ Hoa trong một lần phát biểu tham luận tại hội nghị đã từng nói, trong rất nhiều các món ăn hàng ngày trong thực đơn thì bì lợn là một món ăn rất tốt cho sức khỏe. Nếu như chú trọng tới cách chế biến, số lượng nên ăn, bì lợn có thể mang lại tác dụng điều trị bệnh tam cao rất là tốt. Tại sao bì lợn lại có thể điều trị được bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao và đường trong máu cao? Thì theo giáo sư Đỗ Hoa, sở dĩ bì lợn có thể mang lại tác dụng này chính là nhờ vào một chất quan trọng nhất, trong đó là chất keo protein gốc. Khi ăn có cảm giác dính và nhầy. Các nhà khoa học châu Âu và Mỹ phát hiện ra rằng trong bì lợn có chứa một loại protein gốc còn gọi là elastin, một dạng sợi đàn hồi chủ yếu ở các dây chằng và các thành mạch máu, có thể tăng cường độ đàn hồi trong mạch máu, làm loãng máu, điều trị bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch vành và huyết áp cao. Thường xuyên ăn bì lợn có dễ bị mỡ máu hay không? Câu trả lời dành cho bạn là không, nhưng không làm tăng mỡ máu mà thậm chí còn giúp giảm mỡ máu. Bì lợn không phải là mỡ lợn, mặc dù bì lợn là một thành phần trên thân con lợn, chứa hàm lượng protein cao hơn thịt lợn 2,5 lần, hàm lượng carbohydrate cao hơn tới 4 lần so với thịt lợn, nhưng mà hàm lượng chất béo thì chỉ bằng một nửa so với thịt lợn. Nếu cạo bỏ lớp chất nhầy bám trên bên trong lớp da, hay nói một cách khác đó là lớp mỡ dưới da, thì hàm lượng chất béo cũng sẽ giảm. Ngoài ra, vì da lợn chứa rất nhiều collagen, nó có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào cơ thể, đặc biệt là đối với những người có các triệu chứng bệnh như là âm hư, nóng trong, xuất hiện đau họng, sốt tắc mạch thì ăn bì lợn sẽ có tác dụng rất tốt. Sau khi các chuyên gia tiến hành thử nghiệm lâm sàng và cho thấy món ăn có chứa bì lợn có tác dụng từ âm tốt, có thể làm mềm mạch máu và pha loãng máu. Vậy thì sau đây sẽ là những lợi ích của bì lợn đối với sức khỏe. Đầu tiên là hoạt huyết bổ máu. Theo đông y thì bì lợn có vị ngọt tính mát, có tác dụng hoạt huyết, cầm máu, bổ máu, ích tinh, giữ ẩm cho da và làm cho tóc sáng bóng. Thứ hai là bổ sung vitamin. Bì lợn là một nguồn thực phẩm tuyệt vời giúp cho bạn bổ sung vitamin B12. Người nào bị thiếu hụt vitamin B12 thì cơ thể sẽ có vấn đề ảnh hưởng tới các khuyết tật về thần kinh và tâm lý, chẳng hạn như phản ứng chậm, biểu hiện với vẻ bề ngoài ngây ngô, đần độn, suy giảm trí nhớ và các triệu chứng khác. Ba là chăm sóc sắc đẹp. Một hàm lượng lớn collagen trong bì lợn có tác dụng cụ thể trong việc làm đẹp da. Bì lợn có thể thúc đẩy các tế bào da hấp thụ và lưu trữ nước để ngăn ngừa các lớp nhăn gây khô da. Ăn một lượng vừa phải món đặc biệt này có thể giảm cho làn da của các bạn trở nên căng mịn hơn và trơn bóng.
Thứ tư là cải thiện khả năng miễn dịch. Bì lợn là một món ăn giàu protein, chất béo và hàm lượng carbohydrate, có thể bổ sung chất dinh dưỡng cải thiện khả năng miễn dịch. Thứ năm là phòng chống lão hóa. Thường xuyên tiêu thụ một lượng bì lợn hoặc là móng lợn có tác dụng trì hoãn lão hóa, giúp bạn duy trì vẻ thanh xuân và tươi trẻ lâu hơn. Thứ sáu là giúp gân và xương chắc khỏe. Bì lợn rất giàu collagen. Đây là một chất không thể thiếu cho sức khỏe của xương, thúc đẩy việc mọc tóc và móng. Nếu bạn muốn có một sức khỏe tốt và vẻ bề ngoài xinh đẹp, trong thực đơn hàng ngày của bạn không thể thiếu món bì lợn rẻ tiền này. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Ở số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị đúng không nào? Và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút tổ chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, trà thứ rẻ tiền này lên mặt mỗi tối thì da đen xì bẩm sinh cũng trắng lên một cách rõ rệt, hiệu quả gấp 10 mỹ phẩm đắt tiền. Các mẹ các chị cứ đua nhau đi spa tắm trắng, truyền trắng, còn em chỉ xài có công thức đơn giản thế này thôi mà cũng trắng như bạch tuyết các chị ạ. Da em thì vốn ngăm đen lại còn thâm sạm, không đều màu nữa, vậy mà chỉ một thời gian kiên trì thực hiện cách này, em đã tự tin với làn da trắng mịn như ý. Chị nào không tin thì cứ thử xem thế nào nhé. Nói thật với các chị là trước đây thì em cũng siêng đi spa tắm trắng lắm, nhưng do chi phí không hề rẻ lại phải bỏ khá nhiều thời gian đi lại. Mà dạo này em nghe được nhiều rủi ro về các biện pháp tắm trắng tại các spa thẩm mỹ viện nên em lo quá. Chính vì vậy mà em thay đổi quan niệm làm đẹp, ưu tiên cái gì an toàn và lại tiết kiệm chi phí nữa. Công thức tắm trắng của em khá đơn giản, chỉ cần một ít vitamin E mua ở tiệm thuốc Tây và một vài quả cà chua nữa. Em cùng các chị thực hiện nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có 4 quả cà chua, 4 viên vitamin E, một cái bát tô, dây lọc và khay làm đá. Các chị làm như sau, cà chua thì các chị chớ chọn những quả chín quá, chín vừa tầm là đủ. Phải đỏ tươi, không bị dập lát, đem rửa sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng từ 10 đến 15 phút. Cắt cà chua thành từng miếng nhỏ, bỏ hạt rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Nọc lấy phần nước cà chua bằng rây lọc ra một cái bát tô. Các chị tiếp tục trích cái dung dịch bên trong 4 viên vitamin E vào trong một bát nước ép cà chua, khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Các mẹ đổ hoàn toàn cái hỗn hợp này vào trong một cái khay làm đá, bỏ vào ngăn đông khoảng 4 tiếng. Sau đó gỡ hỗn hợp cà chua giã đông vào trong một cái túi zip bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Sau khi rửa mặt sạch bằng nước ấm thì các mẹ cho 1-2 viên nước cà chua đông đá vào một cái khăn mỏng, xoa nhẹ nhàng lên mặt cho tới khi viên đá này tan hết. Sau đó là vỗ nhẹ và massage nhẹ nhàng, thư giãn được 10-15 phút. Khi mặt lại xe lại thì rửa sạch bằng nước. Thực hiện đều đặn từ 2-3 lần một tuần thì da sẽ bật tông một cách rõ rệt. Chúc các bạn thành công!